Bây giờ Vanessa muốn mặc đồ phục vụ vô để coi thử anh này cái cách của ảnh sao vậy, là với lại ảnh là như, người như thế nào. Cái này là bí mật của mình nha. Xin chào các bạn, đây là Vanessa Lee, xin từ Cali, đã ở Việt Nam được một năm rồi. Mà Vanessa lúc đầu đến đây để quay chương trình thực tế ở trên YouTube, xong rồi sau đó TV. Vanessa ở lại Việt Nam vì Vanessa thấy là có cơ hội để mình chia sẻ với lại mình học hỏi nữa. Vanessa độc thân hơn một năm vì Vanessa cảm thấy là chưa có duyên. Với lại nếu mà chọn một người á, là tới cái tuổi Vanessa là muốn chắc chắn là người đó sẽ hợp với lại mình lâu dài. Xin chào mọi người, mình tên Sebastian, tên tiếng Việt là Bob, đến từ Thụy Điển nhưng mà sống ở Việt Nam khoảng 4 năm rồi. Mình đầu thân 6 tháng rồi. Bạn nói chuyện với mình nói chương trình này rất là fitting cho Bob. Và Bob nghĩ là ok, why not? Yeah, chơi luôn. Tại vì ở Việt Nam ít người nước ngoài đúng không? Ai biết. Xin lỗi. Dạ. Đây em mời anh uống nước. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Hình như là anh hôm nay là lần đầu tiên mà anh tới quán này phải không? Dạ. Hôm nay lần đầu tiên gặp người mới. Anh có hay về Việt Nam chơi không? Không, sống ở đây, sống ở thành phố. Wow, đây. Mà sao tiếng Việt của anh giỏi quá vậy? Là anh người Việt Nam.
Wow. Người Việt Nam. Và giống như là người Tây. Anh Lai, người. Dạ, yeah, người Thụy Điển. Oh. Okay. Người Đà Lạt. Okay. Người Đà Lạt. Wow. Ok, em chúc anh một ngày vui vẻ. Yeah. Giống người Đà Lạt đúng không? Em nói chuyện với anh đó là em rất là bất ngờ. Đó, ảnh là người Việt Nam. Nãy giờ là mình tưởng là ảnh không phải là người Việt. Sắp tới mà rồi, cái tiếng Việt của ảnh là chắc nhỏ hơn của mình nữa. Xấu hổ. Vân sẽ đưa cái cuốn sách này cho ảnh. Ở trong đây cái bịch thư là bạn gái 24 tiếng của ảnh mà hình của Vân. Thì coi thử nó sẽ ra như thế nào. Dạ xin lỗi, có người hỏi em gửi cái này cho anh và mở cái bịch thư. Đây hả? Dạ. Đây là tâm hình của người bạn gái bằng để hẹn hò ngày hôm nay. Wow, đẹp quá. Trời ơi. Anh có bất ngờ không? Dạ. Ok. Trời ơi, diễn nhiều quá, diễn tốt quá. Yeah. Mà gặp em giống người Việt Nam, tại vì là người gốc gốc Việt Nam đúng không? Ủa là anh sanh đẻ ở đâu? Sinh ra hả? Sinh ra ở Thụy Điển. Là ở Việt Nam. Thụy Điển ở Bắc Âu. Em mới về đây một năm mà em không có rành. Ủa vậy hả? Dạ. Trước em sống ở đâu? Dạ ở bên Cali. Ở Cali hả? Dạ. Ở bên Mỹ hả? Dạ. Ủa vậy hả? Mà hôm nay cố gắng nói tiếng Việt đúng không? Anh ở Việt Nam bao lâu? Ở Việt Nam khoảng 4 năm rồi. Wow. Mà em ở đây 1 năm hả? Mới 1 năm mà. Mà chào mừng Việt Nam. Anh là ba mẹ là người gì? Ok, ok. Yeah. Mẹ là người Thụy Điển, sinh ra Thụy Điển và anh cũng sinh ra Thụy Điển. Uh-huh. Nhưng mà gốc của papa là bà của anh. Uh-huh. Là Tây Ban Nha, Spain. Vâng, chỉ có quen với lại những người mà Việt Nam, dù là anh ấy hiền hay là tốt bằng cỡ nào á, là Vân sẽ không thích. Vân sẽ không thích. Nói nhiều quá nhưng mà không biết tên. Anh xin lỗi, anh tên gì? Anh tên là Sebastian. Em tên Vanessa. 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 Tên tiếng Việt là Vanessa, cũng Vanessa. Vâng. Vâng. Anh có tên tiếng Việt không? Có. Là Bắp. Bắp? Dạ. Ai đã cho anh cái tên đó? Nghĩa là như người á, như người, tại vì nói tên Sebastian rất là khó, rất là dài á. Và Sebab. 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 Vui vậy. Bắp. Hay á, bắp có cười là tại vì hồi nhỏ ấy là cái tên Vanessa là ở nhà hay gọi Sa. Sa cho nó đúng rồi, ngắn đúng rồi, gọn, đúng rồi. Dễ gọi. Bắp với Sa. Bắp không được. Bắp ơi, bắp ơi. bất ngờ bởi vì gấp rồi và gửi cái thức uống và không biết người này là người hôm nay sẽ thức tình yêu. Vanessa rất là thông minh và dễ thương và
chân thành rất là quan trọng khi gặp nhau. Ok. Ở trong đây là 6 thứ mà mình phải 6 điểm mà mình phải làm hôm nay. Hồi nãy là anh có đặt ra những thứ mà anh muốn thử với lại người yêu coi thử có cảm giác gì không ha. Thì em cũng vậy. Vân thích xóa đầu, tựa vai với nắm tay. Khi Vanessa đã gặp người yêu rồi á thì Vanessa thích người đó nắm tay. Vanessa cũng thích lúc khi người yêu xoa đầu là giống như coi mình giống như em bé. Với lại lâu lâu Vanessa cũng thích dựa vai là tại vì mình cảm thấy là người đó giống như protect mình. Vậy mình thử ha. Ok. Ok, xóa đầu. Mình Ok. Khi mà giữa vai á thì nó có cái cảm giác giống như là nó cũng nice mà thật sự nó rất là lạ, là tại vì bây giờ là lần đầu tiên mình gặp, là em rất là bất ngờ là em phải làm mấy cái này. Dạ không sao. Ok. Bây giờ nắm tay. Cái cảm giác là nó rất là nóng mà tại vì hai người đang đang nóng quá. Mấy cái này bắp thích hả? Bắp thích khi hai người nhìn nhau, nhìn trong mắt nhau. Yes. Lần hai là thích bên nhau, gần nhau, không thích bắp ở đây và người yêu bên xa, không thích. Nếu mà ở nơi đông người không là có người ta buồn là còn trong đông người, nhưng mà ốm được bắp lần đầu tiên gặp nhau là không cần cần làm nhiều bắp thích. Nếu em thoải mái và em làm thì là em thích thôi, không cần làm gì nhiều. Bắp nói vậy là em cảm thấy rất là thoải mái hơn, là tại vì vậy là em nhìn nó là em hết có cảm giác bất ngờ gì hay là áp lực quá. Cảm ơn. Bắp nghĩa là cần nhìn mắt chống mắt nhau á. Ok. Và thoải mái. Yeah. Không cần suy nghĩ nhiều. Ok. Sẽ hiểu nhau nhiều hơn và ngày này sẽ thoải mái hơn. Dạ. Ok, Vanessa. Màu mắt anh rất là đẹp. Cảm ơn. Dạ, với lại cái lông mi của anh cũng rất là dài. Cái lông mày cũng rất là đẹp. Cảm ơn Vanessa. Ok. Mặt của em cũng đẹp. Ok, bây giờ thứ hai. Bây giờ các bạn hãy đến Nồng chai à? Tầm nồng tố 33 phố, phố 2 phường Thanh Xuân, quận 12. Wow, bây giờ mình đến quận 12. Xa. Để một ngày trải nghiệm với thiên nhiên và hẹn hò. Okay. Đánh đầu cốt mọc này, cây bằng hải đặt chỗ người yêu mình một biết dẫn để thương và âu yếm và sử dụng từ bao giờ. Vanessa nói là ở nhà của mẹ nói xa. Đúng rồi. Xa rất là dễ nói và bắp rất là thích cái the sound, cái nghe xa. Ok, vậy là hôm nay là mình đặt bắp với xa phải không? Ok, vậy cho nó dễ luôn.
Ok, đi. Yeah. Bắp thấy Sa cũng cũng bận giống Bắp. Tại vì lần đầu tiên gặp nhau và họ làm cái điều gì và cầm tay và bóp tóc của Vanessa và hai người bất ngờ giống nhau. Nhưng mà Bắp nghĩ là Vanessa một người rất là dễ thương và thích hà. Sa chưa thoải mái. Nhưng mà bây giờ làm quen rồi và hai người sẽ thoải mái hơn và được yêu nhau nhiều hơn. Trên xe là cái cảm nhận của Vân là vẫn còn là giống như bạn thôi. Rất là nhiều thứ mà mình phải tìm hiểu để giống như biết người này sâu hơn. Trời ơi, giống mà giống quế. Miền Tây luôn hả? Tới miền Tây luôn hả? Miền Tây rồi. Tới miền Tây rồi hả? Pháp rất là vui và thích ở đây nhiều hơn tại vì rất là thiên nhiên giống miền Tây. Bắp thích và bây giờ Bắp muốn chăm sóc cô chỗ Vanessa sẽ thoải mái hơn và vui vẻ giống Bắp và hai người vui vẻ với nhau ở đây. Ok, ngủ nha. Hồi nãy là Vân bị rất là sợ. Tại vì okay. Mà Vân rất là dễ ứng mũi với lại Bắp mới nói là Bắp bị cắn, mật ong cắn. Bây giờ Vân rất là sợ là tại vì cái da của Vân ấy là Vân mà bị như vậy là Vân sẽ vô nhà thương chắc chắn. Mà Bắp nghĩ là Bắp bị cân tại vì Bắp giống cái cây ở đây á. Giống cái áo á, áo này á. Mà không sao. Mắc cái này đúng không? Mắc cái này sẽ an toàn hơn. Dạ. Mà Bắp ủng hộ em. Dạ, cảm ơn Bắp. Thì hôm nay là mình phải chèo thuyền hái xuống làm một món gỏi. Với em lại cho Bắp hả? Xong rồi bắt cá. Bắt cá luôn hả? Nướng cá cho bữa trưa. Nhưng mà Bắp không chắc được bật ca hay là không bật được. Không sao đâu, mình thấy cái gì mình sẽ nấu nướng cái đó. Ok, chờ nha. Ok. Yeah.
Trên TV rồi là làm như này á. Nà, ok, thì bây giờ Vân nghĩ là nếu mà mình đi gần cái này á, mình cứ kéo xong rồi lấy bắt cái hoa, được không? Ok. Đúng. Đang khỏe lại á. Lúc đầu á là ở trong xe là Vân xa có đọc cái là phải cầm tay mà xa bị rất là giống như áp lực mà yeah. Bây giờ là lúc khi bắp giúp xa nhảy là bây giờ là giống như nó cái cảm giác nó khác. Vâng. Okay. Ok, bây giờ mình kéo từ đây đi, chắc vâng, này dễ bắp, hơn. Bắp lăn như này á. Oh. Bây giờ á. Trời đất ơi, quen cái này luôn. Người ta không có xài cái này luôn, người ta đúng cứ... Đúng rồi. Ok. 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 Bắp lăn nha. Ok. Ok luôn. Dễ hơn nhiều á. Yes. Ok. Lúc Vân không có sợ thuyền mà Vân sợ con gì mà Vân không có quen mà nó tò mò vòng vòng á, xong rồi nó cắn Vân á. À, lúc đó Vân nghĩ là ai sẽ lo cho Vân, thì Vân rất là sợ cái đó, là thật sự không muốn làm luôn. Yeah. Bắp lo lắng chỗ Vanessa một chút. Tại vì không biết Vanessa ok hay là nói là Vanessa ok thôi. Anh hiểu Vanessa sợ. Tại vì ở đây rất là giống miền quê Việt Nam á. Và có nhiều động vật và nhiều điều gì làm á. Không giống ở bên Mỹ. Bắp tiếc một cô gái cối sơ nhưng mà vẫn cố gắng. Giỏi quá. Bắp không cầm không chạy, chạy luôn. Dạ. Cầm luôn. Bỏ đây. Yeah. Yeah. Mạnh lên. Yeah. Ôi. Yeah. Yeah. Ôi. Ba. Không có sao không?
Không sao. Yeah, ok, bắp cầm luôn. Em nghỉ ngơi nha. Ok. Bắp biết là em đói. Em mệt. Tại vì nóng quá. Bây giờ mình muốn ăn bao nhiêu cái vậy? Tại vì em đói không? Dạ, tùy, giống như càng làm cái này càng đói thì mình bớt làm là mình bớt ăn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Ok, ok rồi. Ok. Ủa, đi đâu? Về cha. Về đẩy á? Ồ, đẩy cũng được hả? Ờ. Ok. Ok. Ok không? Dạ. Như là gần đây ăn quán hơn. Ủa? Ê. Ủa? Ok. Em đi luôn hả? No. Vâng. Ủa? Vâng giữ vậy. Okay. Bây giờ okay. Bắp treo lên cho nó dễ. Vâng. Đây. Ok. Bây giờ bắp okay. Ngồi xuống. Ngồi lên đây nè. Đúng rồi. Ồ, cảm ơn bạn. Ok. Bây giờ bò. Ủa? Dạ. Yeah. Ok. Đi đó. Giỏi quá. Wow. Ok. Ok luôn. Trời đất ơi. Bây giờ bắt cá. Dạ. Yeah. Bạn ơi. Dạ. Yeah. Cho bắt cá cắn. Cảm ơn. Thoải mái nha. Dạ yeah, cảm ơn. Mình nói. Yeah, chút nữa. Chút nữa nghỉ ngồi ngồi xuống và bắt cá. Thì Vân sẽ cố gắng có sức để nướng cá. Yeah. Lúc đầu á gặp Bắp là thật sự Vân chỉ có nghĩ là ô có thể là thích ở Việt Nam để giống như cô gái hay là cái gì đó. Mà Bắp cũng không có hỏi nhiều về Vân thì không có cho mình một cái cơ hội để biết mình là ai á, thì Vân cũng không có quan tâm tới. Mà sau làm cái này xong á là Vân mới thấy là Bắp là một người rất là dễ thương.